Mới đây, Đài RT trích dẫn tuyên bố của Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 29 tháng 8. Belgrade không cảm thấy xấu hổ khi từ chối thực hiện lệnh trừng phạt đối với Moscow liên quan đến chiến sự tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Pháp ngày 29 tháng 8 đã đến Belgrade trong chuyến thăm Serbia kéo dài 2 ngày. Trong cuộc hội đàm diễn ra cùng ngày, hai Tổng thống Vučić và Macron đã thống nhất về việc bán 12 máy bay phản lực đa năng Rafale do Pháp sản xuất cho quốc gia Balkan. Tổng giá trị của thỏa thuận quốc phòng trên, bao gồm cả phụ tùng thay thế và phí dịch vụ, lên tới 2,7 tỷ euro, tương đương 3 tỷ đô la Mỹ. Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng liệu việc mua chiến đấu cơ của Pháp có phải là sự xa lánh Nga và gần gũi hơn với Liên minh châu Âu, EU hay không? Tổng thống Vučić khẳng định, ông hiểu rõ rằng Tổng thống Macron muốn Belgrade cam kết trừng phạt Moscow, nhưng điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Ông Vučić lưu ý thêm, mặc dù không tham gia lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi bùng phát xung đột giữa Moscow và Kiev, Serbia vẫn ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và cung cấp viện trợ nhân đạo cho Kiev. Trong khi đó, Tổng thống Macron cho biết, quyết định mới nhất của Belgrade là một sự thay đổi chiến lược. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều người chỉ trích quan hệ đối tác của Serbia với Trung Quốc hoặc Nga, và giờ đây Serbia lại có quan hệ đối tác với Pháp. Tổng thống Macron nói, đồng thời khẳng định ông tôn trọng chủ quyền và quan hệ đối tác quốc tế của Belgrade. Giữa tháng này, Bộ trưởng Hợp tác Kinh tế Quốc tế của Serbia Nena Popovic cho biết, nước này đang theo đuổi chính sách đối ngoại đa phương. Ông Popovic lưu ý rằng Belgrade đang hướng tới mục tiêu phát triển hợp tác với châu Âu, châu Á và thế giới Hồi giáo, đồng thời khẳng định quốc gia vùng Balkan này đang ưu tiên cho việc gia nhập EU. Tuy nhiên, Bộ trưởng Popovic nhấn mạnh, điều kiện tiên quyết của Bruxelles là Serbia phải áp đặt lệnh trừng phạt và cắt đứt quan hệ với Nga là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông nói thêm phần lớn người dân Serbia phản đối bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Nga và điều này đã được chứng minh từ các cuộc thăm dò ý kiến. Theo Bộ trưởng, những mối quan hệ kinh tế này dựa trên mối quan hệ chính trị sâu sắc, với việc Nga ủng hộ Serbia trong những vấn đề quan trọng. Trước đó, hồi tháng 4 năm nay, Tổng thống Vučić cũng tuyên bố, bất chấp mọi áp lực bên ngoài, quan điểm ủng hộ Nga vẫn được quốc gia này duy trì trong suốt quãng thời gian diễn ra xung đột tại Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, tờ Arctic ngày 29 tháng 8 đưa tin, EU có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thông qua gói trừng phạt mới nhắm vào Nga do sự phản đối của Hungary, nước đang đảm nhận cương vị chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU. Theo các nguồn tin của Arctic, những bất đồng giữa Bruxelles và Hungary sẽ tác động đến quá trình ra quyết định trong khối, khiến các thành viên khó có thể thống nhất về gói trừng phạt thứ 15 đối với Nga trong vài tháng tới. EU và Hungary gần đây leo thang căng thẳng về việc nới lỏng thị thực cho Nga và Belarus. Tháng trước, Ủy ban châu Âu quyết định sẽ giảm cấp độ tham gia các cuộc họp trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Hungary kéo dài trong 6 tháng cuối năm nay. Ủy ban châu Âu, cơ quan chịu trách nhiệm đưa ra đề xuất về các biện pháp trừng phạt, được cho là sẽ không muốn mạo hiểm gây thêm căng thẳng với chính quyền Budapest. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết, mọi thứ có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế tại Ukraine. Theo các nhà ngoại giao châu Âu, chiến sự leo thang có thể buộc Bruxelles phải siết thêm biện pháp hạn chế mới đối với Moscow. EU hôm 24 tháng 6 đã thông qua gói trừng phạt thứ 14 đối với Nga, nhắm vào đội tàu của Moscow vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng, LNG, qua châu Âu cũng như một số công ty. Nước ứng viên EU xem xét gia nhập BRICS. Serbia, nước Cộng hòa lớn nhất của Nam Tư cũ, đã nộp đơn xin gia nhập EU vào năm 2009 và trở thành ứng cử viên kể từ năm 2012. Nhưng Liên minh châu Âu gần đây nêu thêm điều kiện gia nhập với Serbia là phải công nhận tỉnh ly khai Kosovo. Phó Thủ tướng Serbia Aleksandar Vulin nói với hãng thông tấn Nga RIA Novosti, BRICS không yêu cầu bất cứ điều gì từ Serbia và cho chúng tôi nhiều hơn những gì chúng tôi mong muốn. Trong khi đó, EU yêu cầu chúng tôi mọi thứ và tôi không còn chắc chắn họ có thể cho chúng tôi những gì. Chúng tôi coi BRICS là một cơ hội và một giải pháp thay thế. Serbia đang tích cực xem xét tất cả các khả năng mà BRICS đưa ra và hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia thành viên BRICS. Theo Phó Thủ tướng Vulin, Serbia đang mong đợi lời mời chính thức tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 tại Kazan, Nga. Bất chấp áp lực to lớn từ EU, Serbia vẫn không tham gia lệnh trừng phạt Nga của Mỹ và EU, chính thức cam kết trung lập trong cuộc xung đột Ukraine và duy trì quan hệ thương mại với cả Nga và phương Tây. Theo ông Vulin, điều này đã khiến Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đối mặt nhiều nguy cơ, thậm chí cả nguy cơ bị ám sát. Có điều gì đó xảy ra với tất cả những người kêu gọi giải pháp hòa bình cho Ukraine, họ đều bị bắn.
tính mạng của Tổng Vučić đang bị đe dọa bởi những người muốn Serbia ngừng trung lập, trừng phạt Nga, công nhận Kosovo độc lập. Ông Vulin cho biết Serbia muốn hòa bình và không đồng ý với những thành viên EU và NATO tìm cách đạt được mục tiêu bất khả thi là đánh bại Nga bằng chiến tranh ủy nhiệm. Hòa bình ở Ukraine có thể đạt được ở Istanbul. Nhưng điều đó đã không xảy ra vì những người đưa ra quyết định về hòa bình ở Ukraine không phải là người Ukraine và muốn chiến đấu với Nga đến người Ukraine cuối cùng. Ông Vulin nói, ám chỉ đến các cuộc đàm phán do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian giữa Nga và Ukraine. Ông Vulin giữ chức phó thủ tướng Serbia kể từ tháng 5. Trước đó, ông đã điều hành cơ quan tình báo an ninh từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023. Theo những tin đồn dai dẳng, ông bị buộc phải ra đi dưới áp lực từ Mỹ. Trước đó, ông từng là Bộ trưởng Quốc phòng Serbia từ năm 2017 đến năm 2020 và Bộ trưởng Nội vụ từ năm 2020 đến 2022. Sức hút kỳ lạ của BRICS khiến Malaysia điên cuồng tìm cách gia nhập. Trong bối cảnh toàn cầu đang dần rời xa khỏi trật tự quốc tế do Mỹ lãnh đạo, BRICS, một tổ chức liên chính phủ gồm 10 quốc gia với Nga và Trung Quốc là đầu tàu, đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Gần đây, Malaysia đã tuyên bố đang tìm kiếm tư cách thành viên của khối kinh tế BRICS. Giáo sư nghiên cứu châu Á James Chin cho rằng, cách tốt nhất để hiểu mục đích đơn đăng ký gia nhập BRICS của Malaysia là họ xem đây như một nền tảng bổ sung, để Kuala Lumpur có tiếng nói quốc tế trọng lượng hơn với tư cách là một cường quốc tầm trung. Một số nhà bình luận cho rằng, việc gia nhập BRICS sẽ mở đường cho Malaysia có thêm những cơ hội kinh tế lớn hơn hiện tại, vì họ đang có 1,6 triệu cá nhân có tài sản có thể đầu tư trên 1 triệu đô la Mỹ. Việc gia nhập BRICS được xem là đánh dấu một sự thay đổi đáng kể đối với Malaysia. Trong nhiều thập kỷ, các kế hoạch chính sách đối ngoại của Malaysia là Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, OIC và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Tuy nhiên, ở thời điểm này có lẽ họ đang đặt kỳ vọng nhiều hơn vào những không gian hợp tác mới. Giới quan sát cho rằng, không có gì đáng ngạc nhiên khi Malaysia tìm kiếm thêm các diễn đàn quốc tế để gia tăng các lợi ích quốc gia của mình. Ngoài ra, việc xin gia nhập BRICS không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn, khi BRICS hiện vẫn là một liên minh lỏng lẻo. Các thành viên trong khối không phải thay đổi bất kỳ luật lệ trong nước nào để phù hợp với nhóm, chẳng hạn giống như việc xin gia nhập Liên minh châu Âu. Tóm lại, các nước tham gia BRICS sẽ không phải thay đổi hay cải cách gì nhiều trong nước. Một phần đáng kể của BRICS là ưu tiên thương mại giữa các quốc gia ở Nam Bán Cầu so với Trung Quốc. Malaysia đã là thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP do Trung Quốc dẫn đầu. Chính hiệp định này cũng đòi hỏi phải có những cải cách trong nước, trong đó có cả luật lệ, vì vậy việc gia nhập BRICS có thể được coi là một bước tiến tự nhiên. Sự quan tâm ngày càng tăng đối với BRICS được thể hiện qua số lượng người bày tỏ mong muốn tham gia. Bộ trưởng Quan hệ và Hợp tác Quốc tế Nam Phi Naledi Pandor hồi tháng 1 cho biết, 34 quốc gia đã gửi tín hiệu quan tâm đến việc gia nhập khối. Gần như chắc chắn rằng, Thái Lan đã nộp đơn và Philippines cũng đang có vẻ quan tâm, dù chưa công khai quan điểm. Các quốc gia Đông Nam Á này, bao gồm cả Malaysia, đều mong muốn tìm kiếm một nền tảng hợp tác lớn hơn. Rõ ràng Liên minh BRICS đang cố gắng thiết lập một nền tảng mới cho thế giới đang phát triển. Và gia nhập sớm thì bao giờ cũng tốt hơn là vào muộn. Malaysia có thể đã được coi là người đến sau khi các nền kinh tế khác như Iran, Ai Cập, Ethiopia và UAE đều đã gia nhập BRICS vào đầu năm 2024. Kênh CNA của Singapore đưa tin rằng, trong một cuộc phỏng vấn gần đây về việc gia nhập BRICS, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã nói điều này về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sự trỗi dậy của Trung Quốc đã mang đến cho chúng tôi một tia hy vọng rằng có sự kiểm tra và cân bằng trên thế giới. Người ta không được quên rằng, các thành viên BRICS hiện chiếm khoảng 45% dân số thế giới và 1/3 tổng GDP toàn cầu. Thậm chí có khả năng trong tương lai, BRICS có thể trở thành một phiên bản khác của nhóm G7, gồm 7 cường quốc có nền kinh tế công nghiệp phát triển. Trong khi đó, Malaysia ủng hộ một số lợi ích cốt lõi của BRICS. Chẳng hạn, BRICS luôn cho rằng thế giới sẽ ổn định hơn nếu các quốc gia có thể rời xa đồng đô la Mỹ và giao dịch bằng các loại tiền tệ khác. Malaysia ủng hộ nên tiến hành nhiều giao dịch trực tiếp hơn để vượt qua đồng đô la Mỹ. Ngoài ra, nền kinh tế Đông Nam Á này có lẽ còn hy vọng rằng nước này sẽ được hưởng lợi từ ngân hàng phát triển BRICS. Ở một góc độ khác, giáo sư kinh tế nổi tiếng người Mỹ Jeffrey Sachs, người từng giữ chức cố vấn đặc biệt cho ba tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, Ban Ki-moon và Antonio Guterres, cho rằng sự xuất hiện của nhóm BRICS là để đáp trả việc Mỹ đã lạm dụng hệ thống tiền tệ toàn cầu dựa trên đồng đô la Mỹ để đơn phương trừng phạt các quốc gia được coi là đối thủ của họ. Giáo sư Jeffrey Sachs cũng chỉ trích cách Mỹ tịch thu kho dự trữ của nhiều nước,
từ Iran, Venezuela, Triều Tiên, Afghanistan và mới đây là 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga. Giáo sư Jeffrey Sachs cũng nhận định rằng quyết định gia nhập BRICS của Malaysia cho thấy thành viên ASEAN đang đặt cược vào việc phi đô la Mỹ hóa vì Mỹ đã vũ khí hóa đồng đô la Mỹ thông qua việc sử dụng ngày càng nhiều các biện pháp trừng phạt. Bây giờ, các nước khác không muốn bị bỏ mặc bởi chính sách thất thường của Mỹ và họ muốn có quan hệ tốt với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và các nước khác trong liên minh BRICS. Ý tưởng gia nhập nhóm BRICS của Malaysia có sự ủng hộ rộng rãi trong giới hoạch định chính sách đối ngoại trong nước. Trong 8 tháng qua, người Malaysia bức xúc vì cuộc chiến đẫm máu ở dải Gaza, phản đối sự hỗ trợ của Mỹ và châu Âu dành cho Israel, thậm chí coi họ như những thế lực đang mở đường cho quân đội Israel tiếp tục phá hủy Gaza. Dư luận Malaysia kiên quyết đứng về phía người Palestine. Nga, Trung Quốc và Nam Phi đang dẫn đầu chỉ trích Israel về vấn đề Gaza, do đó công chúng Malaysia có thể sẽ rất ủng hộ việc Thủ tướng Aqua thúc đẩy gia nhập BRICS. Theo các nhà phê bình, bằng cách gia nhập BRICS, Malaysia sẽ bị khóa chặt hơn nữa trong mối quan hệ với Trung Quốc. Nhưng giới quan sát cho rằng, trên thực tế cái bóng khổng lồ của Bắc Kinh vẫn luôn quá lớn, bởi Trung Quốc là cường quốc hàng đầu không chỉ ở châu Á mà rộng hơn là toàn cầu. Trong khi đó, giới tinh hoa Malaysia có quan điểm rằng, bất kể thế nào họ cũng cần giao tiếp với Trung Quốc và tham gia nhiều hơn thì luôn tốt hơn là ít hơn. Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Malaysia trong 15 năm qua và không có lý do gì điều này sẽ thay đổi trong tương lai gần. Malaysia cũng là một quốc gia thành viên trong sáng kiến Vành đai và Con đường, Hiệp định RCEP do Bắc Kinh dẫn đầu. Vì vậy, tư cách thành viên BRICS sẽ bổ sung thêm một mức độ tham gia khác của Malaysia trong vai trò trở thành một trong những người thay đổi cuộc chơi. Những người duy nhất cảm thấy khó chịu với Malaysia có lẽ sẽ là Mỹ và các đồng minh phương Tây. Mỹ coi BRICS về cơ bản là một tổ chức lỏng lẻo, nhưng là đối thủ nặng ký, đe dọa sự thống trị của phương Tây trên trường quốc tế. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!